Xin chào các bác nhé, em lên sóng phục vụ các bác cái con máy rửa bát Panasonic TH1H1. Con này em đã test xong, chạy ngoài này, con nước nóng nghi ngút luôn nhé. Một con TH1 mẫu mã mới, chiều cao máy 60 phân, chiều ngang 55, phù hợp với các cái căn bếp chung cư của các bác mà đặt từ mặt đá lên đáy tủ bếp là 60 phân. Chiếc này thì em để mã số 16, em báo giá luôn bán là 6,6 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, biến áp là 500 nếu các bác có nhu cầu mua. Hình thức con này vẫn còn hai bên đầu hồi là khá là đẹp các bác nhé. Tôn phẳng siêu khá là đẹp này. Hai bên đầu hồi chung khá là đẹp. Đời 2017 TH1, series máy là 0350 PTH1. Nội ngoại thất sạch sẽ, tép chạy ok ngon lành, nước cực nóng luôn. Mùa đông thì các bác cứ yên tâm rửa không cần hóa chất gì. Các bác nhà các bác có ăn mỡ đến bao nhiêu mỡ thì máy vẫn rửa sạch hết. Máy này thì dùng cho gia đình khoảng 6 đến 8 người ăn, xếp ở đây 10 cái bát con, 3 4 cái bát, 6 cái cốc. Các bác không xếp cốc thì các bác lại xếp tiếp bát con như thế này nhé. Đấy, hai ngăn này này thì lại xếp được khoảng 10 cái bát con nữa ở đây. Dưới này thì các bác xếp đĩa, đũa thì ba rô tô, những cái song nhỏ cũng được, ba rô tô. Con này nó có cái lợi thế là hai cánh mở xuống dưới, chiều cao nó có 60 phân thôi. 6,6 triệu bảo hành 1 năm thôi nhé. Chào các bác.